Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì cũng có nhiều bạn là yêu cầu mình làm màn tròn là thua cái đội đá banh đi. Đấy, thì mình thấy cũng hợp lý, đang mùa đá banh nữa. Đó, thì hôm nay mình sẽ làm cái màn tròn theo mọi người yêu cầu nha. Thì mình sẽ nằm ở đây. Rồi đợi chút xíu nữa, vợ mình nó có đi ga hay không. Nếu mà có đi ga thì mình sẽ giả vờ nói chuyện điện thoại để mà cá cược đá banh nha mọi người. Đó. Thì hiện tại á, mình cũng có tạo thêm một kênh mới nha mọi người. Thì một kênh mới của mình thì sắp tới sẽ ra những video có mình với có mấy thằng em của mình đó. Thì cũng làm về mấy cái ẩm thực và tròn hài hước. Thì mình sẽ cố gắng để mà đem lại tiếng cười cho mọi người sau những giờ làm việc mệt mỏi nha mọi người. Ok, thì mọi người có xem được video này thì hãy nhớ qua kênh Cảnh 68 tem để mà đăng ký ủng hộ mấy anh em tụi mình nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ đặt góc quay và đợi giờ mình ra thôi. Ok, vô. Ok mọi người nha, thì bây giờ mình sẽ nằm ở đây để xem một lát nữa giờ mình có ra hay không. Nếu mà giờ mình ra thì mình sẽ lấy điện thoại lên để mà năn nỉ người ta cho mình thêm thời gian vài ngày nữa để mình gom tiền mình trả cho người ta nha mọi người. Ok, vô. A few moments later. Dạ, anh gán thêm em, gán cho em thêm vài ngày thôi. Vài ngày nữa em gom tiền được em trả cho anh. Dạ, không, tối nay cũng được nữa, tối nay đi rồi vợ em ngủ rồi, có gì em lấy em trả cho anh hết luôn. Vốn lời gì em trả hết. Rồi em cứ cho em thêm, thêm bữa nay, rồi anh cho em thêm kèo bữa nay nữa đi. Một kèo bữa nay nữa thôi. Bữa nay nếu mà được thì em gửi anh em khỏi lấy tiền của vợ em. Còn nếu mà không được thì em lấy tiền nào nó ngủ em lấy, đem qua cho anh. Rồi ok, vậy đi. Nghe anh nghe. Dạ. Cái gì? 3 triệu. 2 cây. Hai cây. Hai cây. Thì chừng nào vàng nó sụt thì nó sụt. Vậy chừng nào nó sụt? Ai biết được. Tức cái mình nó trời, ngu gì mà ngu như chó vậy trời. Ủa rồi anh ăn nè, em có nói anh ngu như chó không? Anh có ăn bao giờ chưa? Thì đó giờ anh ăn có bây giờ anh mới thua thôi. Ủa hồi đó với anh rồi tiền đâu? Tiền đâu hết? Chơi hết rồi. Chơi cái gì? Tức á. Tức cái gì mà tức, lỡ như anh ăn thì giờ em quên. Lỡ anh ăn là anh đem về cho em hai cây. Không, bây giờ không có cá cược gì nữa chứ, nghỉ. Thua cái đó là nhiêu, không có gỡ gì nữa chứ. Em đang giận đúng không? Em nói không nha. Em đang giận đúng không? Thì em nói không. Thì tối nay anh mà có tiền thì anh sẽ đổ vô em. Đổ vô em mình đổ vô cái gì? Thì mỗi lần giận thì em cần đổ tiền vô em. Thì không anh đổ bây giờ 100 triệu đó, 100 hơn 100 đó, anh có tiền anh trả người ta chưa? Anh còn nói đợi em ngủ anh lấy của em anh trả cho người ta nữa, bây giờ tiền đâu đưa em? Thì tối nay anh ăn là anh có tiền rồi. Em phải tin anh chứ. Đèo tiền. Không. Em không tin anh làm sao anh có tiền anh đổ cho em chứ? Không, bây giờ không cần rồi. Nghỉ. Không có mà cát được thêm hết trơn á. Bao nhiêu đó anh? Nè em nói em nghe nè. Em phải tin anh. Đúng không? Em phải nhìn anh hả? Nhìn anh, tin anh đi. Có này anh ăn. Vậy không nói thì sao? Quý hôm qua nữa thì sao? Hả? Bảo đảm với em là không có thua. Ủa vậy sao hôm qua nó bảo đảm đi? Hôm qua nó bảo đảm đi cho nó thắng thì mà lại không bảo đảm đi cho nó thua vậy? Tại qua ý y quá. Ý gì? Ý chốc ta hai trái thôi thua. Em nói không, không là không. Yên tâm đi, bữa nay là ăn chắc chắn là ăn. Rồi 100 đứa đó bọn anh đi làm mấy tháng trời, bao nhiêu tháng không có trả hết được 100 đó. Rồi lời lãi gì của người ta cũng đẻ ra nữa thì đến
sao. Bây giờ anh cá nữa mà thua nữa thì nó ra 200 mấy, 200 mấy thì anh làm bao nhiêu tháng mới hết hả? Rồi lời lãi gì nó lẻ ra nữa thì anh trả, anh đi làm bao nhiêu tháng anh mới trả được. Ê, hả? Nói anh nghe coi. Thì em đem em đi cầm. Em phải tin anh chứ. Không đau. Em tin anh đi, bữa nay là anh sẽ lấy vốn lại. Em không cho anh chơi bữa nay là ngày sau em lấy vốn lại mà anh trả. Không cần, em không cần. Vì hai cây trả em trả nha. Ừ. Vô đây. Khỏi, hơn đi làm trả đi. Đi làm không, tự đi làm trả đi. Nếu như không thì để giờ anh tự đi cá cược anh ăn. Rồi bây giờ nếu thiếu hai cây nữa thì tính sao, ai trả? Em. Cái mặt anh cũng queo luôn á. Ôi trời, hai cây, bốn cây mà anh làm như 200-400 ngàn. Hả, bây giờ anh thua cá độ với mấy đứa nhỏ, một thùng bia, hai thùng bia, em không hề nói anh luôn á. Mà anh cá chi dữ vậy hả? Thì anh chắc bữa nay anh ăn. Anh chắc, ai cũng chắc, như ai cá độ thì cũng sẽ chắc là mình chắc, ai cũng cá độ cũng sẽ chắc mình thắng hết trơn á. Thì mình phải tin tưởng, mình tin tưởng bản thân thì mình... Nhờ anh tin tưởng, bây giờ thua hai cây đó, thấy chưa? Chưa sáng tôi bắt anh nữa hả? Sáng rồi. Cái mặt anh kiểu ngây thơ vô số tội mà tưởng được 100 mà là mấy ngàn gì đó. Anh làm mấy tháng mới được 100 triệu? Chục. Một chục tháng được 100 triệu hả? Rồi không tính tiền xài, không tính tiền sửa, không tính tiền lặt vặt là giặt giặt luôn hả? Một chục tháng được 100 triệu không? Rồi trừ tiền sửa đồ này kia ra nữa anh còn bao nhiêu? Anh chỉ cần ăn bữa nay thôi, là chỉ cần một ngày là anh được 100 triệu. Bây giờ em nói nếu không ăn nữa thì sao? Nếu không ăn nữa thì sao? Thì nếu không bữa nay không ăn thì ngày mai mình ăn. Giỡn mặt với em đó hả? Em nói không là không nha. Anh làm thái độ gì vậy? Hả? Cái thái độ là thái độ gì? Nhưng mà em phải tin anh chứ. Nói một câu cũng là bán cũng bớt á. Thiệt, anh tin anh đi. Hả? Nói chơi chứ anh thua không tới 2 cây. Chưa nhiều. Cây chín à. Quen luôn. Thì tâm đi, đó là anh ăn rồi. Rồi bây giờ em nói nếu không ăn thì sao? Nếu không ăn là 4 cây thì sao? Nếu ăn thì mai ăn. Thì trước sau thì phải ăn thôi. Chó, không có nè. Ủa, rồi anh ăn ai lấy tiền? Rồi em hỏi anh hồi đó giờ, anh nói anh ăn thì tiền đó đâu? Thì ít, lúc đó anh cá ít, lần này anh tin anh ăn nhiều, anh mới cá nhiều. Rồi nhờ anh cá gì nên bây giờ mà mất 2 cây vậy đó. Trước tiên là em thấy mất 2 cây. Mất cây là chưa chứ trả mà. Ủa chắc không trả người ta, chắc anh quỳnh người ta. Nếu bữa nay bữa anh ăn rồi thì quê. Thì bữa nay ăn rồi. Không, bữa nay anh chơi gấp đôi lận. Chơi gấp đôi là 4 cây. Là 4 cây. Nếu mà thua nữa là 6 cây. 6 cây nữa là 700 triệu. Ô oh yeah. Đâu có 650 hả? Anh không tính tiền lời, tiền lãi gì của ta luôn. Nhưng nói vậy thì để bữa nay đi, bữa nay là anh đem về cho em một anh, luôn, một đống luôn. Kiểu, bữa nay là về là anh cầm đổ gì, đại gia, đổ con gì nhà giàu, con đại gia gì ấy, thăm phá của đó, công ty mau phá sản đồ gì đó. Ý là nhà không có gì mà anh còn chơi cỡ đó. Em yên tâm đi, không bao giờ mình phá sản đâu. Ừ. Đâu có công ty đâu mà phá sản. Đúng rồi. Bán nhà thôi, chỉ bán nhà thôi. Mà em phải tin anh chứ. Em không tin anh sao? Em nói nghe, bữa nay không có chơi bỏng gì nữa hết. Rồi 2 cây ai trả? Thì em để nó đi. Rồi bây giờ anh gọi cho 4 cây 6 cây ai trả hả? Bây giờ thương ai trả? Nhưng mà 2 cây của em nó trả không? Ừ.
giải nha. Ừ. Ok. Đây. Đưa tiền đây. Thì chừng nào trả rồi đưa. Đưa đi, giờ em đi trả luôn. Không. Em đi nữa. Ngày mơ với em đi nữa. Thì không chơi thôi, làm dữ vậy. Thua phải tôi gỡ chứ, cái gì cũng phải tôi gỡ. Bây giờ muốn gỡ không? Thì trả rồi thôi, nghỉ. Lâu lâu có mùa, 4 năm có mùa. Tôi chơi. Em phải tin sao chứ. Sao không cái thằng nhỏ đi. Anh cá một hai phần bia gì đó. Mắc mới vậy anh phải cái người ta mà mấy trăm triệu vậy. Anh điên hả? Anh làm gì tiền dễ kiếm lắm vậy đó. Thì miễn miễn mình ăn là mình thấy dễ kiếm rồi đó. Em phải tin anh chứ. Anh nghỉ rồi à, anh nghỉ rồi. Nghỉ rồi, nghỉ rồi. Nghỉ rồi, nghỉ rồi, nghỉ rồi, nghỉ rồi. Giờ tôi dậy mỗi. Em phải tin anh chứ. Không, không tin thôi. Nói cái câu đó một cái, người ta có cái bớt vô mặt liền đó. Thì nghỉ, nghỉ. Phải tin anh chứ. À, nước của anh. Em phải tin. Chứ giỡn á chứ mình khó đâu. Nó giỡn chứ làm gì có đá. Đá đá đâu. Coi anh còn làm biến coi nữa chứ bộ. Cái mình. Phải tin anh chứ. Em nói rồi nghe, một cái như là một cái bóp vô mặt liền đó. Hay tin anh chứ. Không tin anh chứ. Không tin thật. Vợ chồng sao không? Em không tin anh chứ. Em phải tin anh chứ. Giỡn giỡn. Nghĩ nghĩ là anh nghĩ anh giỡn á. Anh giỡn á. Tôi nói nữa không? Nói câu đó ai? Nhưng mà em có tin anh nào? Em có tin anh nào? Tin cái gì? Vợ chồng phải tin tưởng nhau chứ. Tin là tin cái gì? Tin thắng thôi vậy. Không có đâu. Anh chỉ giỡn thôi. Em tin anh nào? Không. Sao vợ chồng em không tin anh chứ? Anh giỡn mặt với em đó hả? Anh tính chồng điên cái gì? Chồng lên máu tiếp theo quá vậy? Thì anh chỉ nói vợ chồng mình phải tin nhau chứ. Giỡn nghe. Không tin thôi. Ok mọi người ơi, mệt quá, bị đánh te tua hết trơn, mệt thiệt chứ. Ok mọi người, thì video mình tới đây cũng kết thúc nha mọi người. Nếu mọi người còn mang trend nào hay hay thì hãy bình luận bên dưới, mình sẽ tham khảo qua những cái ý kiến của mọi người rồi mình sẽ chấp nhận những cái yêu cầu của mọi người nha. Ok, thì video mình tới đây cũng kết thúc nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay hãy nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ở clip sau các bạn.